Quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Canh Tý sinh năm 1960, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Canh Tý sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thong dong tận hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 5 âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, tiền tỷ về tay, giàu hơn tỷ phú. Quý mệnh chủ thân mến, cổ nhân đã từng nói rằng, muốn cười thì phải biết khóc, chưa trải thất bại thì sao có được thành công, lời này đã chỉ rõ rằng, cuộc sống con người không có điều gì là vĩnh cửu. Có thể bạn sinh ra trong hoàn cảnh tốt, nhưng sẽ có thời điểm bạn mất hết tất cả, chẳng còn lại gì, để đến khi ấy, bạn mới có động lực mà bứt phá vươn lên. Còn những con người sinh ra đã mang theo cơ cực, không có nghĩa là bạn sẽ phải chịu cảnh ấy đến hết đời, cứ mạnh mẽ lên mà tiến bước, đến một ngày thì bạn sẽ được nếm vị của thành công. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được gửi tới quý mệnh chủ tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, những bí mật để rút ngắn quãng đường đi đến thành công ấy. Xem tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Canh Tý để thấy rằng con giáp này kinh qua khổ nạn, thời điểm này sẽ là lúc cát tinh, lộc tinh chiếu thẳng mệnh của con giáp này. Bản mệnh có khả năng xoay chuyển càn khôn, làm ăn trúng lớn, vận may tới tấp ùa về, nghèo cỡ nào cũng sẽ giàu lên nhanh chóng, tiền vàng đầy két, tiêu xài thả ga, nợ nần trả sạch, đổi đời đại gia. Vậy, vận mệnh của Canh Tý tháng 5 âm lịch sẽ ra sao? Tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 5 âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, tiền tỷ về tay, giàu hơn trúng số. Thưa quý vị, sự nhanh nhẹn, linh hoạt là tính cách đặc trưng của những người tuổi Canh Tý. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Họ cũng có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, khắc phục khó khăn để tìm được những cơ hội phát triển quý giá. Vì luôn trong trạng thái năng nổ, trong mọi hoạt động, nên họ không ưa những người chậm chạp và lười biếng. Với bản tính tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh, người tuổi này sẵn sàng chấp nhận thử thách, mạo hiểm để nâng cấp bản thân. Điều này đã giúp họ có được khả năng tùy cơ ứng biến và tính toán tỉ mỉ trước khi hành động. Thông minh, sáng tạo cũng là những đức tính đáng được đề cao của người tuổi Canh Tý. Từ lúc còn nhỏ, họ đã chăm chỉ và ham mê học hỏi để tích lũy kiến thức. Đôi khi mọi người sẽ phải kinh ngạc trước khả năng hiểu biết vô tận của họ. Sở trường của bản mệnh là đưa ra những lời khuyên, lời tư vấn xác đáng cho bạn bè. Những người này luôn thích sự mới mẻ và có sáng kiến độc đáo, nên họ không phù hợp với những công việc quá cứng nhắc. Một tính cách nổi bật khác của người tuổi này là khả năng tiên phong lãnh đạo, không chỉ có tài trí, họ còn là người nhạy bén với thời cuộc, có tầm nhìn xa, trông rộng và quan trọng nhất là họ luôn tận tâm và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hoài bão của họ luôn gắn liền với tiền tài và quyền lực trong cuộc sống. Để đạt được những điều này, họ sẽ cống hiến toàn bộ nhiệt huyết và tài năng của bản thân. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, người tuổi Canh Tý cũng sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội để có được vị trí dẫn đầu. Bằng ý chí bền bỉ và nghị lực phi thường, họ có thể đạt được những thành quả khiến mọi người phải thán phục. Đối với mọi người xung quanh, bản mệnh luôn tỏ ra cởi mở, thân thiện nên họ có thể dễ dàng kết giao được với rất nhiều người. Những ai đã tiếp xúc với họ thì đều sẽ cảm nhận được sự chân thành, hòa nhã. Họ có sở thích, chia sẻ, giao lưu kiến thức với bạn bè. Trên thực tế, tuổi Canh Tý ưa thích lối sống kín đáo, ít thể hiện cảm xúc thật của bản thân, sự cẩn thận của họ thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nam bệnh luôn giữ cho đồ đạc, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, việc chi tiêu hàng ngày cũng được họ kiểm soát chặt chẽ, sự nịnh nọt sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.
Pi là người tiết kiệm, nhưng tuổi này sống rất giàu tình cảm, nên họ sẽ hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người thân và bạn bè. Chính vì thế, họ sẽ có được nhiều người bạn tri kỷ trong cuộc sống. Bản mệnh cũng được coi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi thành viên trong gia đình. Giống như loài chuột thích dự trữ đồ ăn, những người tuổi Canh Tý cũng có đam mê với sự tích lũy. Để có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng, họ sẽ không ngừng tìm tòi và trải nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau. Họ cũng thích dành không gian riêng trong nhà để sưu tầm những món đồ yêu thích của bản thân. Bản mệnh hay rơi vào trạng thái căng thẳng vì thường xuyên lo nghĩ và suy tính. Nguyên nhân là vì họ rất cầu toàn và luôn mong muốn đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Bên cạnh đó, họ cũng hay đưa ra nhận xét và muốn người khác làm theo ý của mình. Điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bực bội và khó chịu. Để có cuộc sống vui vẻ hơn, những người tuổi Canh Tý nên khắc phục những nhược điểm này càng sớm càng tốt nhé. Phụ nữ tuổi này thường yêu thích sự tự do, phóng khoáng. Hơn thế nữa, họ thường đặt ra những tiêu chuẩn khá cao về người bạn đời của mình. Nếu năng lực của người ấy không được ưu tú như họ, thì họ sẽ cảm thấy mất đi lòng tin tưởng. Người đàn ông tuổi Canh Tý sống trọng tình nghĩa, nên họ rất biết cách quan tâm, chiều chuộng người yêu. Có thể nói, họ là người đàn ông tâm lý nhất trong 12 con giáp. Những người đàn ông tuổi này không bao giờ tranh chấp với đối phương vì những điều nhỏ nhặt, thậm chí họ luôn chủ động dỗ dành, dù cho người yêu có giận hờn vô cớ. Trong các mối quan hệ tình cảm, người tuổi Canh Tý luôn tôn trọng và nhường nhịn đối phương. Dù có xảy ra tranh cãi gay gắt đến đâu, thì họ cũng sẽ là người chủ động làm hòa trước để giành được thiện cảm của người ấy. Chính vì lòng bao dung mà rất có thể họ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Canh Tý. Xem tử vi tháng 5 tuổi Canh Tý âm lịch, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà bản mệnh nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Con giáp này còn đón vận may về tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng đổi lại, bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi. Về tình cảm cá nhân, đây cũng là tháng hài lòng với tuổi Canh Tý khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Những người độc thân đang tìm kiếm nửa còn lại có thể đón không khí lãng mạn đầy bất ngờ. Phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý khá là ổn định. Bạn ý thức việc rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức nên thể trạng được cải thiện khá rõ. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài thì bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Canh Tý nhờ gặp được các tinh cao chiếu nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại, bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt, thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo, được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có, Canh Tý nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi, trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những người đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng để bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình nhé. Nhìn chung,
Đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay là làm tự do, thì con giáp này đều hài lòng với những gì mà mình đạt được. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Canh Tý cũng có khá nhiều điểm sáng. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này, dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công là rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức về việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá là đa dạng, lớn, nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, có nhiều vấn đề, bạn cần đích thân đứng ra xử lý. Dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa, hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng, con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Canh Tý bảo bê sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây là tháng hài lòng với tuổi Canh Tý khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người cô đơn lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá là vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình. Có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa, đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim, đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Canh Tý trong tháng mới duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi này ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa thì cần hết sức thận trọng, nơi đất khách, quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên, từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Công việc được dự báo là rất hanh thông, thời điểm này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được là khả quan. Tuần này, Canh Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách thì cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm tuần này của người tuổi Canh Tý khá là rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tử vi tuần của 12 con giáp về tình hình sức khỏe trong tháng 5 âm lịch thì thấy rằng tuổi Canh Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung là không ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính thì nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.
tử vi tuần thứ hai, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Được cả cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn và đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công, khả năng thăng quan tiến chức trong tuần này là rất lớn. Đường tài lộc của Canh Tý tuần này khá bình ổn, những thành tựu trong sự nghiệp giúp bản mệnh có thu nhập ổn định, thậm chí là có phần nhỉnh hơn một chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng. Tuần này là lúc mà tuổi Canh Tý sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình, bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân thì cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì là nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thời tiết nóng bức hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sau dịch mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tuần Canh Tý nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tử vi tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Nguyệt lệnh tuần này rơi vào đất lâm quan, giúp Canh Tý có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu, hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra, khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nhờ sau Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá là suôn sẻ. Ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại, con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang cô đơn và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Sức khỏe của tuổi Canh Tý trong tuần này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều, khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức nhé. Tử vi tuần cuối từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú chuột, bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh nâng đỡ, Canh Tý thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt, công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tuần này rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng người, đúng thời, nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công là khá cao. Phương diện tình cảm của Canh Tý tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, các cặp đôi tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui, gia đạo có hỷ sự. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Canh Tý trong tuần này, cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể là do thời gian qua. Bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn, kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.